cảm niệm nguyện dinh có mấy lời, nguyện là gánh đất nước tinh khôi, 33 đời được giữ ngôi chức quyền. Ngày nay đến buổi có duyên, nguyện dinh gửi lại ít tiền cho cô, để tô điểm vô nơi từ thiện, giúp cho đời thể hiện tình thương. Nguyện dinh xin được pháp thường gửi con đôi phúc, gieo duyên với tâm lòng tình. Vâng, Tiến Dũng xin tái kính chào tất cả quý vị. Hôm nay Tiến Dũng đến quán cơm chay của cô Năm Thảo tại Lâm Viên Núi Cấm. Nơi đây cô Năm Thảo có một cái quán cơm chay phát từ thiện miễn phí cho những người hành hương và những bà con nghèo ở trong Sóc, ở tại địa phương xã An Hảo này. Có một người anh đã gửi cho Tiến Dũng 1 triệu đồng để nhờ Tiến Dũng mang đến trao cho cô Năm, để cho cô Năm nấu cơm chay cho các thành hương cũng như là những bà con nghèo ở nơi đây ăn. Thì những video trước Thế Dũng đã có đến thăm cô Năm và cô Năm có làm những cái bài thơ để tặng cho Thế Dũng, như là những bài thơ tặng cho những cái vị khách hành hương đến viếng chùa cũng như là viếng nơi thờ tự của cô Năm. Thì ngay sau đây Thế Dũng xin mời quý vị cùng theo chân của Thế Dũng vào bên trong quán cơm chay của cô Năm cũng như là bên một cái ngôi chùa nhỏ tại tư gia của cô Năm nhé vị. Xin kính mời tất cả quý vị. Cái này mình đang xây cắt cái gì vậy anh? Làm nền đó hả? À, chắn nền hả? Dạ. Dạ. Đây là anh thợ chính của bếp quán cơm chay của cô Năm Thảo. Đây, anh nấu ăn rất là ngon. Cái Dũng mới vừa ăn một dĩa cơm rất là ấm lòng. Anh làm thức ăn chay này bao nhiêu năm rồi anh? Bằng này thì là mười mấy tuổi rồi. Mười mấy tuổi thì dạ. Gì hả? Năm nay anh nhiêu tuổi anh? 51 tuổi. 51 hả? Ba mấy năm kinh nghiệm ha. Đây, thức ăn chay đây quý vị ơi. Thức ăn chay này là những hộp cơm này là mình đang chuẩn bị cho phát cho ai vậy anh? Đem vô chăm sóc để phát cho bà con nghèo trong đó hả? Vậy hả? Một ngày là mình phát khoảng bao nhiêu phần cơm này anh? Tùy theo bữa mưa nắng. Thứ bảy, thứ nhật khác rồi hả? Vậy hả? Là trung bình là khoảng 50 hộp không? Nhà 200-300 nữa. À vậy hả? Ừ. Một ngày 200-300 phần cơm phát cho bà con nghèo trong đó ăn ha. Nhà lấy nữa rồi đem đi cũng có. À, ta tới nhà lấy cũng có, đem đi cũng có luôn. Nước chăn bò. Cơm gạo hết sức là ngon, dẻo mà thơm ngon. Giờ nãy tôi ăn một dĩa rồi. À. Ở đây nấu gạo ngon không? Ngon ha. Pha cho nó đều gạo rồi. Còn sau này mình chuẩn bị cúng hay gì? Cúng. Vậy hả? Cô đến từ đâu cô? Hả? Thấy cô quen quen nè, gặp ở đâu rồi nè. Cô ở đâu? Ở đâu? Cô ở đâu vậy? Cô ở Cần Thơ. Cần Thơ hả? Dạ. Hôm nay lên chùa cô Năm cúng hả cô? Có lên đây hỏi làm công quả. À, ở đây làm công quả ha. Dạ dạ dạ. Thả vô. Đây là sườn chiên hả? Sườn chiên, sườn non chiên ha. Ốp sẵn chưa hả? Ốp sẵn hả? Ốp rồi. Giờ chỉ chiên thôi, bỏ thôi. Chỉ chiên thôi, ăn thôi. Quá, quá công đức. Là những anh em ở trong chùa của Năm là đều làm công quả vậy đó ha? Ừ. Anh ở làm chắc lâu năm hả anh? Mới làm 2 năm nay thôi. 2 năm nay hả? Vậy hả? Có gia đình gì chưa? À, cậu ba, cậu ba ở Bạc Liêu nhưng mà cậu ba có gia đình rồi. Vậy hả? À, có gia đình rồi hả cậu ba ha? Ừ.
Cháu ngoại cậu ba lớn rồi. À vậy ha. Đây. Để cho công việc trong đời thành công. Yeah. Đó là cái việc ước mong cho trăm họ đó. Yeah. Thoát xong bệnh tình. Yeah. Cùng là bệnh dịch đó, sợ đó, đến mình cầu xin đó, cha mẹ đó chứng minh đó, độ đời để cho tất cả được thật được có thảnh thơi. Yeah. Để cho tất cả yên ngồi không lo. Yeah. Mưa giông bão tố có to cũng xin cha mẹ để lo cho trần. Đó là duyên phước ân cần. Yeah. Cô mà lo được đó, là duyên phần đó, cô mong. Dạ, dạ. Dạ cho con hỏi cái bàn này là cái ý nghĩa sao cô? Con không dạy con thấy cũng là lạ. Cái bàn này là cái bàn bát quái, là cái yeah. bàn quái tiên thiên và hậu thiên. Yeah. Sự vận chuyển của âm dương trời đất. Yeah. Để được cho nó hòa quyển nhau, sự cân đối và sự bình yên của đất nước. Yeah. Nhân loại là mình, cái bàn này mỗi khi có lễ có việc gì thì tới đây để mình nguyện, mình xin, mình cúng vậy đó. Yeah. Dạ con được biết thì cô Năm vừa rồi, cô Năm đi có người còn cái đạo Cao Đài còn cho là cái đàn lưỡng nghi. Đàn lưỡng nghi. Dạ. Đây là cái bàn lưỡng nghi.
của bên Tiên Đạo con nha. Đó, Tiên Đạo cho là lưỡng nha. Dạ dạ. Mà con thấy đặc biệt không? Cúng ở trên đây nó có hai cái dòng nhật nguyệt kia. Dạ. Âm và dương luôn. Hai dòng. Đó, đây dòng, đây dòng. À, đèn cây hả cô hả? Đèn cây. Đèn cây đó. Đèn cây tự nó âm cái gì vậy hả? Thành gì á. À, hai cái dòng vậy ha. Yeah. Ở đây còn chứng kiến rồi đó. Yeah. Giống như những cái thắp nhang nãy đó. Thiếu cây, cô định kêu nó thắp cây nhang là quay lại thấy nó đốt rồi đó, cô đâu kêu. Yeah. Thắp cây nhang ngay bằng chính luôn thì nó đổ. Ở đây mỗi khi có việc gì thì ở đây tụng kinh, mà tụng kinh Quỳnh Đình luôn, sự vận chuyển của bên trên. Yeah. Là để xin được sự vận chuyển bình an đó, cho trăm họ đó, bệnh dịch tả độ trên là biết trước hết rồi. Vậy hả? Cô đọc kinh đó là kinh đó là không có lưu hành ngoài đâu, chỉ là trong nội bộ ai có thờ được lưỡng nghi bát quái thì mới tụng cái kinh đó. Dạ, là mới hiểu kinh đó cô. Tiêu tai dịch bệnh đó. Dạ. Thì các vị Bồ Tát Kim Cang vận chuyển đó, trong cái thời cuộc mà khó khăn. Dạ. Cái lần mà bị giàn khoan đó là ở trên biển là phải tụng 49 ngày, đúng ngày 49 ngày cô hồi kinh. Yeah. Quần kinh rồi cô trả lễ rồi giác chuyện gì là cái cô ba đi chung với cô chạy lên. Yeah. Cô làm việc của huyện Châu Thành, cô làm minh tòa án, cô chạy. Yeah. Lên cô hỏi hay gì, em chị hay gì, không thấy gì, trời ơi quá trời hay rồi. À, cái giàn khoan đó rút rồi. Yeah. Là trên chuyển 49 ngày tụng kinh đó. Là cô ba tụng 49 ngày, cô năm tụng. Ê, với cô năm, sư cô năm, cô năm tụng với sư cô, với một sư cô ở ngoài Quảng Ngãi á. Yeah. Ở chùa Thiên Ấn á. Yeah. Về đây cũng vận chuyển, cô về đây cũng có trách nhiệm đó. Yeah. Cái bữa mà cô đặt cái đàn ngày mùng 1 đó là cô đi ăn đi chợ mua trái cây, là cổ điện vô có hỏi sư tỷ ơi, rồi bây giờ tình hình dịch bệnh vậy sư tỷ chống làm gì, nó đang đặt cái đàn cầu nguyện. Yeah. Cô nói hai ngày nay không có học hành gì được trong trường hạ, mà phải lén ra điện sư tỷ một cái mới được. Yeah. Trong trường hạ đâu cho điện thoại con. Yeah. Thì cô đây cô đặt cái đàn của ngoại cô cảm được đó. Cô cảm được rồi, cô ngoại cô điện cho cô. Cô điện cho cô. Là cô đang đi chợ mua bông hoa trái cây về đặt cái đàn. Dạ, yeah, là hai cô cùng nhau nguyện ba đêm. Nguyện. Không, cổ ở ngoại chứ cổ không tụng mà cô. Thì cô dặn cổ mỗi buổi tối thì nên là cầu an cho đất nước mình. Yeah. Ba miền. Yeah. Cho dân tộc mình. Ừ. Thì cô dặn cổ vậy đó, ở đây là tỷ đặt cái đàn ba đêm đó. Dạ. Yeah. Ở ngoài là đệ cũng phải làm ba đêm, tại khổ người tu rồi cho nên kêu đệ chứ không có kêu muội. Dạ. Để ngoài đệ cũng phải đặt ba đêm. Mà cái lần rồi là lúc mà 49 ngày mà đi vấn đề giàn khoan là cổ xin suốt luôn 49 ngày ở trong đây, xong việc rồi cổ mới đi về ngoài. Yeah. Trên chuyển cổ vô mà. Vậy hả? Ừ. Rồi cổ mới làm mình, cô ở được 49 ngày chở chùa sao bỏ đi được. Đâu có ai cho đâu. Rồi nhưng mà cô làm cái này là tại núi voi mình nha, chánh quyền ở đó biết luôn á. Yeah, tại vì khi lên mình kéo mười mấy hai chục người lên tụng kinh, chánh quyền đâu có cho. Yeah. Cô phải điện nhờ đức chồng của Cẩm Tiên á. Yeah. Nó quen với ông chủ tịch xã hả? Chủ tịch huyện là gì đó, Hồng gì đó. Yeah. Ông gì đó, rồi mới xin với ông đó, ông đó mới điện xuống xã, xã mới cho mình làm lễ. Dạ. Yeah, mình mới đặt bàn mình đặt bàn làm lễ. Yeah. Tụng kinh đồ Hồng Yến. Yeah, yeah. Là chủ tịch huyện tỉnh biên lúc đó là ông Hồng Yến đó, thời. Yeah, đó. Yeah. Cách nay là 6-7 năm gì rồi, thì lúc có dầm khoan đó con. Yeah, yeah. Là lúc đó cô còn ở với Bình Hòa. Chỉ là cái mùa dịch này là cô Năm có đó, bây giờ đi cúng cho... cầu nguyện tùm lum đó. Hôm gà là cô Năm đi đó hả? Hôm gà là cô Năm đi. Cô đi đó, cúng để các cửa, mình biết cái cửa nào là cái cửa mà có trách nhiệm của các vị mà lệnh hành binh đó. Dạ. Đừng ta vận chuyển binh gia đó, thì mình tới mấy cửa đó mình gian giái. Cũng như là cửa nào không? Thì giờ mới ở trên mới cho biết cái cửa là cửa Nam. Dạ. Thì cô mới đi dưới thôi. Cô mới đi dưới. Chừng nào cho biết nữa cô đi nữa. Dạ, cũng như vận chuyển cô đâu thì bởi cô đi cho đâu. Nên cô sợ đi qua Phú Quốc, bị mấy lần làm việc đều có qua Phú Quốc hết. Dạ. Mấy lần có công việc đều có đi Phú qua Quốc. Phú Quốc của nó là cửa gì cô? Cửa Bắc hả? Cửa Đông. Cửa Đông hả? Ừ. Dương Đông. Dương Đông. À, Dương Đông, à, Dương Đông. Ngay cửa Dương Đông. Có thành phố là Dương Đông nữa ha, bởi vì cửa đó là cửa Đông luôn. Là ngay cửa Đông đó. Cho nên là cô Năm cũng đi vận chuyển, là cô Năm đi cầu nguyện đồ cũng giúp cho ba tánh thôi, mình. Yeah. Lo cho việc chung giúp, thôi giúp cho đất nước ha. Lật rồi cũng đi ba ngày, ba chiếc xe 16 chỗ đó đi. Dạ. Yeah. Mà trên đi cho biết, ở trên nó đi thì gặp cảnh không có suông, nhưng mà mình phải quyết tâm. Yeah. Cô biết đi về ngày hôm qua là
xe xe mà cái vỏ hư không bốn lần. Vậy buộc là phải kêu xe khác cho thằng Phương ở Tri Tôn chở cô đó. Dạ. Rồi phải kêu xe của thằng Cường vô rước. Dạ. Mới về về tới đây 7-8 giờ tối. Dạ. 7-8 giờ tối này luôn. 7-8 giờ tối qua đó. À, qua. Dạ. Là ở trên cũng cho biết là đi là về gặp khó khăn, dù mưa dù bão cũng phải đi. Phải đi. Dạ, cũng gắng mà đi để mà cầu nguyện giúp cho đất nước ha cô ha. Dạ, dạ phải dạ. Vậy rồi mình phải lo cho tu, là thầy có dạy rồi, tứ ân mà con. Dạ. Phải làm cho đất nước, làm cho nhân loại, là cho cụ quyền, làm cho thầy tổ chứ. Bốn điều ăn là mình phải làm thì mình tu trong đó thôi. Dạ. Còn không có làm cái gì chứ, không có ông nọ bà tê gì chứ. Sưng quá chứ không có hả? Không, cứ lo cho đạo bây giờ đức mà sưng quá cô ơi, quá sưng. Trời ơi, sưng. Sưng mốt xẹp chết. Sắc, có lên. Gì đâu sưng. Dạ. Đời này là coi như là mình tiếp ứng được cái dòng điển thiên ở trên. Dạ. Thì cái dạy dỗ hay cái lời nói gì cho mình là mình cảm được, mà mình làm, khi mình làm là vô vi dạy. Dạ. Nhưng mà khi làm ra hữu hình là sự thành công trước mắt là mình thấy được. Thì cái đó mới là thật, chứ không phải mà nói bóng rồi làm gió đâu. Dạ. Không được, làm nói trong vô vi mà ra hữu hình nó thật. Dạ. Nó vậy. Chứ đâu phải mà nói bóng làm gió được, có gì làm chứ không phải nó có sự thành công. Thực tế không nghe. Thực tế. Không nghe. Không nghe những cái điều đó, là quyển hoặc. Không dạ. Nghe cái gì cũng vậy, mình làm nó phải có suy nghĩ tới sự chứng minh. Giống như khi mà bệnh dịch nó tới là cô biết trong tháng 5, cho nên đầu tháng 6 là mùng 1 là cô đặt đàn liền. Dạ. Đặt đàn để mình cầu nguyện đó. Rồi cô cũng cho người này hay về, bữa đêm đó cũng được hai mấy người cúng. Giống như cái đoàn múa vậy, tự động lại đây. Dạ. Cái khóc nó hầu tới cái cửa mẹ mà không cho múa. Vậy hả? Gà khóc nó quay vô múa cô gửi cho con đó. Dạ, là tự... đâu có mời ai đâu. Vậy là tự động vô là tự múa. Động vô xin múa. Dạ. Vậy hả? Ừ, cái tới... đâu có mời đâu. Tới ngày cửa mẹ hả? Ừ, tới ngày cửa mẹ không cho múa, không cho hát, là hầu mẹ. Ừ. Để xin để hầu chầu mẹ đó. Dạ. Cái mười mấy người vô múa hát chầu. Dạ. Múa chầu mẹ đó. Chứ mình đâu mời con trời. Yeah. Tu là múa là hát gì đâu. Yeah. Tu là làm thiện chứ đâu múa hát gì. Thì những cái video trước con có quay cô Năm ứng khẩu thành thơ để mà tặng cho khách thập phương đó, thì cũng rất là nhiều anh chị em cộng đồng mạng quan tâm là thứ nhất là khen cô Năm có một cái giọng rap rất là truyền cảm, rất là mùi, rồi một cái bằng thơ như là cô Năm ứng khẩu lên đó, nó rất là cái ý nghĩa trong cái đời sống cũng như là cái thực tế của đời sống của người ta, cho nên là người ta cũng rất là mến mộ cô Năm, cũng hỏi thăm chùa cô Năm ở đâu, rồi con số điện thoại con cũng cho. Ừ. Cho nên là cô Năm cũng hoan hỷ cho những anh chị em đó đến để mà để mình gieo duyên gặp cô Năm nha. Thấy dạ, được có gì cái con Phật cho pháp nhiệm màu. Dạ. Để ta biết được cái đường tu là nó sẽ khai thông, thay vì Phật học có là phải đi sao, đi trước khoa học, cho nên dù cho con có học khoa nào con cũng thua Phật học. Dạ. Tại vì sao? Có một vị đó là nhà thơ Đại Hồng Cát. Yeah. Lên núi Két rồi sơn rồi làm công quả đồ, nửa tháng ra có một bài thơ. Yeah. Ra một bài thơ đọc rồi cô nghe, chứ không phải tặng cô nha, đọc. Yeah. Để nghe. Yeah. Cô nói cái này cô muốn nói cho con biết để con hướng về Phật học thêm. Yeah. Để trí tuệ con càng ngày nó sẽ càng hanh thông hơn. Yeah. Là cái cách làm thơ của con khi con sáng con làm rất là nhanh mà nó rất là ý nghĩa hơn. Yeah. Cái lời thơ của con nó sẽ thấm đậm hơn đó. Yeah. Cái cô mới làm lại liền một lúc đó, nó đọc cô một bài đó, cô nghe hết, cô trả lời lại 6 bài. Yeah. Cô nói bây giờ con ghi âm đi, chứ bây giờ mà con viết không có hết đâu. Yeah. Tại khi mà cô mở ra thì nó như xuống nguồn vậy đó, không hết được. Yeah. Mà con viết thì con viết làm sao mà hết. Ừ, viết thì lên lâu nữa. À, Đại Hồng Cát đó, nhà thơ. Yeah. Đại Hồng Cát đó. Khi mà mình ứng khẩu là mình đâu có thể nào mà ghi cho kịp đâu, mà ghi được, chỉ có ơi. Quay hình là như con vậy. Ừ, thôi là mới quay là thôi. Bắt kịp thôi. Rồi cô mới kêu thu lại đi rồi. Yeah. Thôi, nếu có duyên thì nghe lại. Yeah. Con thích nghe thì nghe lại, con thích thôi. Là ông đó là nhà thơ ở trên thành phố Đại Hồng Cát. Vậy hả? Là về ở núi Cát 15 ngày vậy đó. Làm 15 ngày làm công quả để sơn tô phát tượng lại đó. Yeah. Cách nay là cũng cỡ 7 năm 8 năm rồi. Dạ. Yeah. Đã gặp cô Năm ở trên đó. Ừ. Dạ, 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 cô Năm lại cũng Năm. Gặp đó. Dạ. Thì cũng có nhân duyên, người giao. Dạ. Duyên vậy đó thôi. Dạ. Còn bây giờ là ai gửi để hỗ trợ cho công việc của cô Năm cho nó. Dạ. Được là thời gian nó
sẽ vững vàng hơn và việc làm nó chắc chắn hơn nó được càng ngày nó càng nhiều hơn đó. Thì ai con có biết tên cho cô Năm gửi lại một cái bài thơ để tặng cảm niệm công đức của cái vị đó nha con. Để con xem cái tên của ảnh rồi con cho cô Năm cảm và ứng cho ảnh một bài thơ để cho ảnh để đáp lại cái nghĩa tình của cái người có đạo đức cùng thì với mình. Thấy quán cơm chay của cô Năm phát từ thiện cho bà con ở địa phương với những cái khách hành hương mà đi chùa rồi đó cô Năm. Thì anh cũng đóng góp một phần công sức ảnh gửi cho con để con mang đến để nhờ cô Năm nấu cơm với mua đồ ăn là thức ăn rồi đó để phát cho bà con nghèo. Cô Năm cũng thì cậu đó làm được cái lao động để ra đồng tiền, thì cô Năm được cái sự tu tập được thành tựu thì nó có mấy lời thơ giống như để mình đáp lại với cái nghĩa tình của cậu. Anh tên là cái nick Zalo của anh á là con thấy là Nguyễn Vinh đó không? Nguyễn Vinh hả? Nguyễn Vinh chứ không có cái chữ lót, thầy Nguyễn Vinh thôi. Bây giờ cô Năm gửi lại cho cậu đó ít lời cảm niệm nha. Cảm niệm Nguyễn Vinh có mấy lời, nguyện là gánh đất nước tinh khôi 33 đời được giữ ngôi chức quyền. Ngày nay đến buổi có duyên, Nguyễn Vinh gửi lại ít tiền cho cô để tô điểm vô nơi từ thiện, giúp cho đời thể hiện tình thương. Nguyễn Vinh xin được pháp thường gửi con đôi phúc, gieo duyên với tâm lòng tình thương bác ai mặn nồng, gửi người đạo đức gieo trồng giống duyên từ bi hai chữ nói liền. Nguyện Vinh cùng căn gốc của quyền lớn lao, nay cô nhận tiền trao của Tân Dùng gửi cho cô tiền hữu dụng cho đời. Chúc con công việc rạng ngời, tâm linh phát sáng trong đời kỳ ni. Nay cô gửi tâm ý chí hành cho con hiền hiệp cảnh cùng cô. Hết thấy cô Năm ha. Cảm ơn cô Năm. Con xin đại diện anh nghe Nguyễn Vinh trao số tiền 1 triệu đồng của anh đã gửi cho Tướng Dũng để mang đến chùa của cô Năm, để cho cô Năm mua gạo và thức ăn để nấu thức ăn chay cho những anh em đồng đạo, những người khách hành hương, những người chăm sóc những hoàn cảnh khó khăn đó cô Năm ha. Dạ con gửi cho cô Năm 1 triệu của anh Nguyễn Vinh cúng dường cho chùa ha. Cô Năm nhận con đi cô Năm. Để này lên cho con. Đây là 1 triệu của anh Nguyễn Vinh gửi. Cô Năm nhận tiền của cậu Nguyễn Vinh 1 triệu đồng của Tấn Dũng trao cho cô Năm. Cô Năm rất là cảm ơn con. Mặc dù đồng tiền nó không có lớn nhưng mà cái tâm của con nó hiệp được với một cái duyên của cô Năm, cùng đi một đường thì cô Năm được thêm một nhân viên lớn nữa, thì cô Năm rất là mừng. Cho nên cô Năm cảm ơn con. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi con chúc cô Năm nhiều sức khỏe ha. Con chào cô Năm nha. Chúc Tấn Dũng luôn luôn có sức khỏe để lo
cho đời những gia đình gặp hoàn cảnh bất hạnh, nhờ con đem tình thương tới để chia sẻ an ủi, là tạo cuộc sống mới cho gia đình đó. Cô Năm cũng rất là quý cái tình cảm của con. Thêm nữa, cô Năm cũng nhận được tấm lòng của con đi xa gần. Cô Năm cũng thấy con cũng tạo điều kiện cho nơi đây tô điểm cái phước báo và cái đạo đức chỗ cái nền tảng này vững chắc. Cô Năm cũng cảm ơn con. Dạ dạ dạ, con chào cô Năm nhé. Dạ, hẹn gặp ngày trở lại thăm cô Năm. Dạ chào con. Dạ.